nhân viên, con phải có chính kiến của mình chứ. Đi vô làm việc đi, để cho tao thư giãn. Đi 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 đi. Cái gì vậy? Thôi. Trời ơi, cô Thơ đó hả? Trời ơi, Thơ nè. Được, cái con bé này. Trời ơi, Thơ ơi, Thơ làm cái gì vậy? Thơ hết chuyện rồi, Thơ đắp mặt nạ trong quán cà phê. Người ta đang thư giãn, đắp mặt nạ thư giãn, hiểu không? Con hiểu rồi, nhưng mà cái này sao Thơ không về nhà Thơ đắp đắp ở quán cà phê? Đây là nơi công cộng mà. Trời ơi, Diệu Hiền ơi, con biết nhà Thơ biên kịch lúc nào cũng bận rộn hết, con hiểu không? Mình rảnh lúc nào là mình đắp lúc đó. Trời ơi, thiệt luôn á, con không hiểu nổi Thơ luôn á. Mà con nói thiệt nha, hồi nãy con vô con nhìn Thơ á, giống như là ma vậy đó. Gì Diệu Hiền? Bộ con chưa bao giờ con thấy người ta đắp mặt nạ hay sao? Biên kịch Diệu Hiền hả? Thì con thấy rồi, nhưng mà ý là bình thường thấy nó cũng không có gì. Tự nhiên trong quán cà phê vậy, tự nhiên có cái mặt nạ, rồi cái mặt trắng bóc như vậy, kêu tao không sợ. Thơ biết rồi. Nè đừng có nói với Thơ là con yếu bóng vía, sợ ma nha. Ui, Thơ nói nhỏ thôi, Thơ nói lớn quá rồi mở mắt người ta hù ma con là sao? Rồi là có phải con quê không? Vậy là thiệt. Thiệt. Diệu Hiền. Cái gì? Trời đất ơi, cái mặt con, cô dạo này á, con chạy deadline dữ lắm hả? Dạ đúng rồi, tại vì phải gấp á nên con thức nhiều để con làm cho xong. Trời đất ơi, tội nghiệp con bé không kìa. Bận rộn cỡ nào mình cũng phải yêu bản thân mình chút xíu. Đó, chăm chút nhan sắc mình là chút xíu. Còn cái mặt con kìa, mụn lên dê dê. Đắp mặt nạ đi con nha. Đắp mặt nạ hả? Ừ, đắp mặt nạ để chị mụn đó. Ừ. Thôi, rồi rồi con biết rồi, lát cái gì tối con về con đắp. Lại hẹn. Rồi tối về đắp, rồi tối bận chạy deadline rồi không đắp. Rồi mặt lại mụn nữa. Đó, bây giờ Thơ nói cho nghe nè. Mình rảnh lúc nào mình phải tận dụng lúc đó. Một ngày phải bỏ ra 20 phút đắp mặt nạ cho Thơ. Đó, ví dụ như mình rảnh 5 phút là mình đắp 5 phút, mình rảnh 4 phút là mình đắp 4 phút, miễn sao mình gom tất cả những cái đắp đó lại đúng 20 phút trong một ngày. Ủa, hiểu không? Vậy còn cái mặt nạ sao? Thì đó, ví dụ giờ mình rảnh 5 phút, mình đắp 5 phút, mình cởi ra rồi mình gấp lại, mình cất lại. Đó, mình cất vô lại cái bao. Đó, đến khi nào mình rảnh 4 phút mình lôi ra mình đắp tiếp, miễn sao trong một ngày mình đắp đủ 20 phút. Ok. Ôi, vậy luôn hả? Vậy được luôn hả? Thôi, nhưng mà con thấy cái cách này nó không ổn mấy đâu. Có gì đâu mà không ổn. Tại vì á, bây giờ Thơ lấy mặt nạ ra, lấy mặt nạ vô, nó là như vậy là vi khuẩn dễ xâm nhập lắm, ảnh hưởng mặt hơn đó. Con tào lao quá, ở trong này nó có một cái tinh chất rồi. Đó, mình để vô là nó ướp lại, nó bảo quản cho mình, nó bảo vệ mình không sao, ổn nha. Nha. Thôi. Ngày 20 phút. Rồi cái này Thơ áp dụng lâu chưa? Bây giờ Thơ mới áp dụng nè. Bây giờ Thơ mới áp dụng hả? Đúng vậy, bây giờ Thơ mới áp dụng. Nè, thấy da mặt hơn. Đẹp không? Thôi thôi nghỉ đi. Sáng bóng. Nào, muốn hết mụn không? Muốn có rớt không? Nằm xuống liền. Thơ còn, Thơ còn một bị đây nè. Nằm xuống, nằm xuống. Nhưng mà thôi, tự nhiên đắp ở đây kỳ lắm Thơ. Nằm xuống đi. Cái quán cà phê là cái nơi mà người ta thư giãn mà. Mình nằm xuống liền. Trời ơi, gì mấy cục mụn này mà con, để người ta đánh giá nhân phẩm con chết á. Nằm xuống, không có sợ gì hết. Quán cà phê là mình thư giãn, nằm xuống, nằm xuống. Thôi đắp cho, nằm xuống. Đúng đầu đây, cái đầu này. À, nè nha. Thôi đắp cho nha. Rồi đó, hết mụn là phải cảm ơn Thơ nhiều lắm luôn nha. Không mấy Thơ đỡ đó rồi, con về nhà đắp cho Thơ. Anh nói rồi, bây giờ mình có thời gian lúc nào mình đắp lúc đó. Một cái con nhỏ này. Đó, đó. Ồ, dễ chịu nha. Đã không, đã không? Ừ, mùi gì thơm đấy Thơ? Con nghe giống mùi lá bối vậy? Không, mùi khóm đó cả. Ồ, mùi khóm hả? Cái này mình liếm được không Thơ? Ừ, mút mút được đó. Ồ, được hả? Cái này vừa đắp mặt nạ là vừa uống sinh tố thơm được luôn không? Thấy thư giãn ha. Thơ nè, hai đứa mình thư giãn. À. Dạ. Trời ơi, đã quá. Nè, hai người làm gì trong quán của tôi vậy? Đang thấy thì sao còn hỏi. Về nơi yêu thương bao đời. Cô Thơ này, con đã nói với cô rồi mà cô vẫn vô quán đắp mặt nạ.
cô làm vậy á là cô đang gián tiếp để cho con bị la đó. Thiệt tình á, đã đắp mặt nạ thôi còn xả rác nữa. Cô Sa mà thấy thế nào cô Sa cũng chửi con à. Cô cũng biết tính cô Sa rồi đó, đâu có ít nói đâu, còn hay để ý nữa. Lỡ mà làm sai cái gì là chết luôn. Nhiều khi con nghe cô Sa chửi con cũng mệt lắm á. Mà không phải là cũng muốn cấm cản gì khách hàng hết á, mà tại cô Sa khó khăn quá cho nên con đâu có dám cãi đâu. Bởi vậy á, mai mốt cô đừng có vô quán đắp mặt nạ nữa nha, tội nghiệp con lắm á. Biết rồi. Ô, cô Sa hả? Chứ ai. Cô Sa khó khăn nói nhiều, chửi nghe bắt mệt. Mà cũng may à, cũng may là tôi ha, chứ gặp là bà Diễm Thơ, bà đập bà đắp mặt nạ đi ha, mà nói xấu tôi chỗ này là ngày mai trên mạng có bài thơ bà viết một cái bài thơ nói về nhân viên nói xấu bà chủ. Thì không phải đâu, ý con nó không phải là nói cô khó khăn gì, mà tại con nói hoài mà khách không nghe, cho nên là con phải đem hình tượng của chủ quán ra để nói. Con cũng làm đúng trách nhiệm với lại quy định thôi mà. Thôi đi, trả treo quá, nhiều lý do quá. Gì vậy? Cô mới đắp cái gì lên mặt vậy? Mask, tức là mặt nạ dưỡng da. Đâu, cái này mặt nạ đẩy mụn hay sao á? Mụn đâu mà đẩy mụn. Trời ơi, cái mặt cô lên mụn quá trời kìa. Đưa mắt kiến cái điện thoại coi. Nè, cô coi đi. Mày đi nha. Đó. Ủa trời đất ơi, trời đất ơi, cái bà Diễm Thơ này thiệt tình à. Bà chị kêu bà ngồi đây, bà nhìn nè, bà nhìn đi. Dạ. Yeah. Bà chỉ tôi đắp cái loại gì đây nè, mà bây giờ mặt tôi vậy hả? Dạ. Yeah. Chị nhìn nè. Cái này là cái hả, mặt nạ gì mà hả, cho người bận rộn gì đúng không cô? Đúng rồi. Kìa, cổ cũng đắp mà. Em có thua gì chị đâu, chị kêu sao. Ủa, sao mặt bà cũng mụn vậy? Bà, nhưng mà bà chỉ tôi đắp cái loại nào giống bà luôn hả? Giống y xì. Là cái này luôn đó hả? Nó đó chị. Rồi sao bây giờ mặt tôi mụn, mặt bà không mụn vậy? Mở đâu ra vậy cô? Thì em thấy cái chị ở trong hội sáng tác thơ của em đó, cái da mặt của chị đẹp quá, đẹp quá. Rồi em hỏi tại sao đẹp quá vậy, chị em bí kíp đó. Rồi em sử dụng cái bí kíp đó, em đắp mặt em, rồi em chị cho chị, em chị cho mọi người. Cho cái mặt em như vậy nè chị. Trời ơi, con hiểu sai rồi. Tại vì á, mỗi da mặt của mỗi người sẽ khác nhau, cho nên là cách chăm sóc với lại mỹ phẩm á, cũng phải khác nhau, phù hợp với da mới được. Đâu phải người này làm đẹp là người kia làm cũng đẹp đâu cô. Trời ơi bà Diễm Thơ, bà hại tôi rồi, có biết đâu nè. Chết rồi, bây giờ mới cảm giác ngứa nè, nó rưng cái mặt. Trời này rồi. Bây giờ sao đây? Bây giờ cô với lại cô Thơ đi khám bác sĩ da liễu liền đi. Trời, chứ để không hả? Để lâu lỡ mụn nó lên hay là bị viêm mủ gì đó là mệt đó. Trời ơi, tôi chết tôi rồi. Trời ơi, bà hại tôi rồi bà Thơ ơi. Tôi biết gì đâu. Thôi quá nè. Trời ơi.